Dạ, Thái xin kính chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày 26 tháng 11 năm 2020. Thì cái đám nghệ này thì hôm nay thì được thu hoạch nha các cô chú anh chị. Thì đám nghệ này lúc trước thì cũng được là cái chị Kim Loan Nguyễn hỗ trợ toàn bộ chi phí để là trồng đám nghệ này. Thì đám nghệ này lúc trước là do là chú Ba Khâm quản lý, nhưng mà không ai do một cái cơn bạo bệnh thì chú Ba Khâm đã qua đời. Thì bây giờ là các cô chú là đang chuẩn bị là thu hoạch nghệ. Thì đám nghệ này thì chú Ba trồng xong rồi rất là trúng nha các cô chú anh chị. Nhưng mà thật thương xót là chú ấy đã qua đời, thì bây giờ đó thì chú không có còn ở lại đây đang là chứng kiến cái các cô chú thu hoạch. Nhưng mà các cô chú ở đây thì trong lúc thu hoạch này ai cũng nói là rất là trúng. Thì bây giờ đó là cũng ngay gan là cái đợt dịch, thì mình cũng có xin chính quyền địa phương là được phép là mình thu hoạch đám nghệ này. Thì nhưng mà chính quyền địa phương là yêu cầu là phải là có đeo khẩu trang. Cho nên năm nay thì các cô chú nào chưa có khẩu trang thì mình sẽ đi phát khẩu trang cho các cô chú. Dạ. Đây là khẩu trang chú. Rồi dạ dạ. Đây cái nữa, hai cái. Dạ. Đám nghệ này sao mấy cô chú? Dạ, đám nghệ này sao? Dạ dạ dạ, có thùng nước hết rồi chú, có rồi, chú vô là có đó, kêu mời vô lấy là có đó. Đó, mời vô lấy đi mời ơi. Dạ dạ, đây là có cô chú đang thu hoạch nghệ nha các cô chú. Cái này là mình thu hoạch xong nghệ này, là cái đám nghệ này là chắc là khoảng là 4 ngày. Thì được là đãi cơm xuyên suốt 4 ngày luôn nha các cô chú. Trực tiếp, có 4 ngày luôn. Dạ. Thì các chú làm cũng tuân thủ, cũng đeo khẩu trang đồ đầy đủ hết. Khẩu trang đi, được bỏ được căng luôn á. Có được rồi. Ơi. Thì các cô chú thấy đào lên rất là nhiều nghệ nha. Người đóng nghệ này của mình. Thấy mặn vui không? Nhưng mà vui lắm bộ ơi, đông đảo vui lắm. Sao lại? Cháy. Cái này mà cái giấy mà nó chống chống lượm bỏ thí vô luôn đi. Đi thôi. Thì mình hôm nay đi thu hoạch là có khoảng trên 100 người nha quý vị và các bạn. Mời mình do okay, ngồi okay. Chúng không được, mình chỉ ngồi khống súng thôi. Còn khống vậy 10 người, mười mấy người. Cái đó mấy cái đó người ta nhét mấy củ lọt ở dưới đó lên luôn á. Để lụm nó, để không. Ổn không? Nhảy lên cái đèn nó kỹ kỹ. Thì các cô chú đi khoảng 100 người là hoàn toàn là đi làm từ thiện hết nha các cô chú anh chị, là miễn phí hết, không có tốn tiền mướn. Cái này mà tốn tiền mướn 100 người này là chết luôn đó. Cháu có bự á, mướn hồi nãy tao 200 bảy vậy đó. Cái nghệ này năm nay là rất là trúng luôn không chú ơi? Ông nào lấy đúng. Lấy tiền à. À, ông nào muốn lấy tiền tôi trả tiền. Đúng rồi. Ngày phải ơi. Ngày nào nhiều nhiều chút mà mày. Cái đám nghệ này của mình năm nay sao chú hai? Tại vì là trúng không ai trận á. Trúng nước liệt luôn chú. Anh trở lên đào đây chắc là trúng nước liệt luôn. Trúng nè. Trúng. Trúng không? Nghệ này trúng. Đúng rồi. Nghệ chứ không phải ngãi à. Cái đen đó, cái đen này lộn luôn cái vàng nè. Cái năm nay của mình là nó trúng dữ lắm không? Đúng à. Đúng rồi, mà ngày nay về trong quả chánh luôn á. Dạ, dạ. Ngày nay về trong quả chánh đó rồi. Quả chánh hả? Quả gì nè. Quả gì nè. Tại vì lý do là cái đất này thì nó cũng hơi cứng, thì cho nên là nó hơi khó thu hoạch nha các cô chú. Ôi, giờ quay ăn không nè. Đấy cũ dữ dằn luôn. Nó bụi nữa hả? Có nghệ nè, đây là cái củ nghệ nha các cô chú. Nhưng mà cái này là mình xài được hết. Đó. Nghệ nè, nó cả cũ nè, nó lư cũ á luôn, nó vậy nè. Cái này là nghệ vàng, còn cái này là nghệ đen. Đen nghệ vàng nó lộn xộn cũng tách ra kìa,
Năm nay thì cái đám nghệ này tuy chú qua ổng không còn nhưng mà đám nghệ của ổng quá trúng ha. Quá trúng luôn, quá trúng luôn. Nè đây là nghệ xanh nữa nè. Nghệ xanh luôn. Cái này là mình có thể một công là mình được ngàn bao không? Được. Hết này được ngàn bao không? Hết này được ạ. Hết này được ngàn bao đó nha. Dạ đúng rồi. Là hết cái này là nó bốn công gửi đó. Dạ bốn công gửi đó. Ngàn không? Bốn công gửi. Bốn gửi thì đủ ở đâu ngàn hả? Dạ. Không có đó nữa. Không có cho đó không? Dưới đó ngàn. Ngàn tự. Các cô chú đi làm bà con cô bác phải không? Rất là vui. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đi lại đây nha các cô chú anh chị. Có hết rồi hả? Có rồi thôi. Kia là một khấm gà người vậy á, các cô chú anh chị. Ông Tư nha. Dạ. Di Đà Phật. Đám nghệ này thì được các chú đào là mọi người là ai cũng đều khen cái đám nghệ này là đúng hết. Các cô chú anh chị thì mình cũng mừng. Phải mà chú ba còn thì rất là vui. Thì bên đây là thêm một chỗ đào nữa. Ủa, cái cũ rồi hả? Cũ rồi, vô rồi. Tấm nghệ này trúng không mấy chú? Trúng lắm. Quá trúng rồi. Hả? Cái ai mà ai chủ chủ này hả? Cái này là chú Hoa Khâm. Chú Hoa Khâm nhưng mà hôm đó thì do chú ấy bệnh đó, rồi chú ấy qua đời rồi. Bây giờ là để lại là truyền lại cho con chú Mười đồ là coi cái phần nghệ này. Là cho chú Mười điểm đi. Dạ, quá trúng rồi hả? Thầy đã đạt rồi. Dạ. Trúng rồi đó. Hết cái này khoảng 1.000 bao được không? Chưa biết à. Mấy liếp, mấy liếp? 5 công đó. 5 công đó. 1.000 bao có gì? Đào chắc 10 bữa không á? 1.000 bao có gì? Là liếp nhỏ nha. Liếp này là liếp nhỏ sợ với mấy liếp kia. Liếp này phần nửa mấy liếp kia. Dạ, dạ. Kìa quay phim kìa chụp ấy kìa. Không đâu, dòm lên. Chào bên đây. Sao có thấy ai đâu? Mở trang ra. Trời đi. Đậu luôn. Thì đi đạo nghệ này thì được cái là vui nha. Các cô chú rất là vui vẻ. Vui vẻ. Dạ. Có gì đâu. Nè nè, chú quay phim nè. Thì bên đây là cái chỗ là để ăn sáng nha các cô chú anh chị. Đó, thì những cái phần mà chẳng hạn như là bánh bao hoặc là bánh đinh, đây là bánh đinh, bánh bao rồi bánh đinh, nói chung ra là bánh tráng, là bánh cái, là đồ ăn sáng, là toàn bộ là được chú Mừng rồi các cô chú ở đây ai có cái gì thì đem lại sẽ cùng hùng chung bà con cô bác. Đây cầm áo đồ đầy đủ hết luôn. Khẩu trang nó đem cho ai vậy? Khẩu trang đem cho luôn. Còn mỗi cái. Đây, cho anh ta một cái. Đây, đây, cho 10 cái luôn. Đây, để em quát tóc. Cho 10 cái luôn. Phải cho ông Nguyên sắp 10 cái. Tại ông có. Vậy là cảm ơn. Dạ, dạ, dạ. Bà cả. Bà cả tôi mới nằm đây có bộ. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Đây, bên đây là tiếp tục các cô chú thì nếu như mà những cái đám nghệ là nó không có trúng á thì thường thường đào tới đâu thì các cô các chú là lặt nữa, còn cái đám nghệ này nó trúng là bây giờ là lặt không có kịp. Người đào cũng rất khỏe, đào chút nghỉ tay. Đám nghệ này trúng không mấy chú? Trúng. Rồi đâu quá rồi trúng không? Trúng dữ dằn luôn. Không có đi gì cho nó ngồi chỗ lặt bài vậy á. Quá cũ rồi. Quá cũ tôi. Không nặng nghệ còn quá tài chứ. Quá tài ha.
phải ông còn sống ông nổ trong ông nha. Ông ấy ba khăm mà. Toàn bộ những bao nha. Rồi lên đài nha. Vậy này năm nay trúng đi chứ. Trúng là nó có đi. Đâu rồi đi. Rồi chết. Mình lại sáng tới giờ ha ông. Ông ăn sáng chưa? Ngon ngon. Ăn sáng rồi ha, ngon không? Đồ ăn ngon không? Ngon chứ. Ngon nghe. Ủa ăn cái gì? Ủa ăn cái gì? À, ông tên gì vậy ông? Hả? Ông tên gì? Bà Chiếu. À, ông Ba Chiếu. Ông Ba Chiếu năm nay ông nhiêu tuổi rồi? Từ 81 rồi. Thấy không? 84 tuổi rồi nghe. Có cô chú mà còn vẫn còn đi làm từ thiện đi. À, đúng rồi. Nó đúng rồi ông già ba vậy đó. Thấy già vậy chứ nhỏ thôi. Thấy gì cũng nhỏ hơn trời. Thấy không? Đi lắm luôn đó. To hả? To là lớn hả? Nó to là lớn hả? Ừ. Còn ngại ngại này là chú phải không ông ba? Ngại cũ dữ lắm nha. Đó, ê, quay tuổi rồi là thấy không? Tuổi chín tuổi á. Ông đó mà. Ờ. Cởi đồ về lại đó. Con này cởi hai quò đá thôi. Bây giờ mình sẽ qua ông ngồi cho con cút tôi chú anh chị. Mày to tao xíu nhỏ ông mày. Dễ đầu quá. Ê, bây giờ mình sẽ qua ông mời tức nhỏ luôn, tự giận chết luôn lắm không? Quá wow, mệt mỏi luôn rồi không? Mệt luôn. Hên quá hên hôm nay mằng đám ngại này chúng bởi vì quá chúng rồi. Bởi vì bà con cô bác ta mừng đầu đào đào đám ngại này cái gom lên người ta đứng sức liền. Ừ. Mở điện dân thêm đi nha ông ơi. Bây giờ mình sẽ đi qua ông mời nghe các câu chú anh chị. Đi con ơi, đưa qua đây. Đưa qua Mỹ nè. Có chúng luôn. Phải thêm, đây chúng dữ rồi. Hiện giờ thì chú mừng đang đứng đây nha các cô chú anh chị. Bên đây thì cũng là, có luôn là chú Tư. Chú Tư là tu sĩ, hồi xưa tới bây giờ là ở khu vực này là cũng đi làm từ thiện lắm. Thì trong cái khu vực này thì hôm trước thì cái số đất này là được là cái cô chị Kim Loan Nguyễn chỉ là hỗ trợ là toàn bộ về phần mướn đất, về chi phí trồng trọt và cái quỹ là để là hỗ trợ cho các chú già đi làm từ thiện nha các cô chú anh chị. Thì hôm trước á thì cái miếng đất này là lúc mới trồng á là giao cho chú Ba Khâm, nhưng mà chú Ba Khâm vì bệnh thì chú Ba đã qua đời, thì cái phần này á thì giao lại toàn bộ cho chú Mười, hẹn chú Mười quản lý. Rồi hôm nay là đến cái ngày thu hoạch thì chú Mười có cái gì muốn nói với chị Kim Loan Nguyễn không chú Mười? Hôm nay tới ngày thu hoạch cũng xin rất cảm ơn cô Loan, bởi vì nhờ cái số tiền của cô Loan tài trợ để cho tôi anh em chúng tôi mướn được số đất này làm nghề, làm trồng được ba nghề, nhưng mà làm thuốc bao tử cho cô bác. Thì tôi thay mặt cho đội làm thuốc nam ở Bình Thiên Hai, Bình Mỹ xin rất mang ơn biết ơn là cô Loan để tài trợ cho tôi làm thành công cái đám nghề như hôm nay. Dạ. Sau đó là cầu chúc cho cô Loan là mười phương chư Phật gia hộ cô Loan gặp nhiều điều lành may mắn tiến đến con đường đạo đức. Nam mô A Di Đà Phật. Xin hết. Dạ, thì cái số lượng nghệ của mình đó là bây giờ là mình hiện giờ là mình làm là khoảng bao nhiêu công nghệ chú Mực? Bây giờ mình làm tới hơn 10 công rồi, mấy công rồi mà đào bỏ cũng được 2 công rồi.
rồi hai công mà cũng cho cô bác ta thuốc làm ra cũng cho ta hết rồi. Dạ. Rồi bây giờ tới hết rồi mới đầu tới năm này. Dạ. Năm này còn mới đầu từ từ với làm được một không có đông đông với làm cũng không kịp bởi vì 100 người đào ngày chừng công mà hơn công mà công mà chứ không hơn đâu 100 người á. Dạ. Thành ra mình phải làm từ từ gì mới được. Cô bác nào cũng ủng hộ mình để đi làm tiếp thì cũng đông lắm. Dạ. Vậy đó. Mà cái số lượng nghệ của mình là mình trồng mười mấy công như vậy là mình đủ cung cấp cho bà con nghèo mình ở đây không chú mừng? Không đủ đâu. Dễ gì? Vậy ha. Bởi vì cái lượng như vậy là thì làm thuốc như như Thái biết rồi đó. Dạ. Mà cái lượng thuốc mình ra là bao nhiêu là coi như là cho người ta là ta thỉnh dữ lắm ta vì cái bao tử này rất hay. Dạ. Ra cô bác tử rất chịu thành ra bây giờ sáng đi làm lo đồ lo đặt chạy không kịp mình ra không có đem ba cái thuốc ra. Dạ. Cũng còn được mới chứ không có được nhiều ha. Dạ. Ra cô bác ta thỉnh dữ lắm ta thỉnh về ta uống coi như là nghệ này là phải nói là uống bao tử là tuyệt vời luôn đó. Dạ. Ra cô bác ta thỉnh dữ lắm. Dạ. Cái số lượng nghệ này bây giờ là mình đào cái này là mình có thể mà là mình dự trù là được bao nhiêu bao không chú mừng? Mình vô bao này bà con? Vô bao gì đã là cái này nghệ này thấy bao nhiêu quá rồi không có dự trù đoán được. Thường thường thì một công 200-250 bao. Dạ. Và cái này tới 4 con mấy lần. Dạ. Thì cái mình thủ đen. Dạ. Chắc ăn là từ 700 bao 600-700 bao là chắc ăn đó. Dạ. Còn trên nữa là cái đó là trúng nữa. Cái củ nghệ này là củ nghệ đen nghe các cô chú anh chị. Nghệ đen á. Nghệ đen có, nghệ vàng có, nghệ xanh có là mình làm chung hết luôn nha chú. Dạ chung hết luôn. Mà cái này là nghệ đen mà, nghệ xanh không có mấy củ vô á. Dạ. Nó lộn vô nó lai ra thôi. Còn nghệ vàng thì cũng lộn xuống đỉnh rồi, cái vàng sao gì mình sẽ trộn thêm. Dạ. Mình sẽ cân lượng phơi khô rồi mới lặt rễ đâu này ra cho sạch. Dạ. Rồi mới rửa. Lặt sạch rồi mới rửa rồi mới bào ra phơi rồi mình trộn hòa cho mình cân ra số lượng rồi mới trộn lại với nghệ vàng. Dạ. Rồi mới làm ra thuốc. Chứ không có trộn gì nữa hết, chỉ có cây vàng và cây đen thôi. Vậy là cái mấy công đất này là được chú Ba quản lý năm nay là trúng hả chú? Trúng, trúng, năm nay là trồng gì là trúng đó. Trúng. Cây đen, cây vàng, cây đen nè. Chứ không thấy có cây vàng mấy cũ chứ có lộn bây giờ không trồng đó. Dạ. Mình giác bao đó, mấy nhỏ làm hơi lộn hết mấy bao, còn không sao. Còn trộn lại nữa mà. Mình cũng thương tiếc cho chú Ba là cái ngày thu hoạch là chú Ba không có ấy rất, được. Đầu này rất vui mà rất buồn là Ba Khâm không có còn ở đây nữa. Thành ra nó không biết nói gì hơn. Ngay vong linh của Ba Khâm về đây chiến chiến cho đầu đám nghề này là đạt dữ lắm rồi Ba Khâm ơi. Dạ. Ba dữ lắm rồi. Dữ lắm rồi anh Ba ơi. Em út thiệp anh ơi. Quá đạt rồi. Quá đạt. Trúng. Dạ thì sẵn đó hôm nay thì cũng có một cái số tiền của Mạnh Thường Quân là gia đình họ Tạ là gửi cho Khương Dừa là 5 triệu bạc, 5 triệu là nhờ là hôm nay là sẵn đào nghệ đó bà con cô bác thì mình sẽ gửi luôn cho chú Mừng đặng làm là cái chi phí đào nghệ, đặng đãi ăn uống đồ cho bà con cô bác anh em ở đây ha. Thì gia đình họ Tạ nha là gửi cho Khương Dừa rồi gửi cho mình 5 triệu thì hôm nay mình sẽ chuyển luôn cho chú Mừng là 5 triệu. Đây. Chú Mừng nhận tiền giùm con dạ, nha dạ. Đặng làm chi phí tại vì là toàn bộ các chi phí mà các chú đi đào nghệ ở đây các cô chú anh chị là chú Mừng không nhận tiền một ai hết là các cô chú ở đây đi làm từ thiện nhưng mà cũng có bỏ tiền vô đặng Hùng đặng làm thêm làm chung nữa nhưng mà chú Mừng không nhận chỉ nhận những cái tiền mà các mạnh thường quân ở nước ngoài người ta muốn gửi về làm phước đó thì chú Mừng nhận đặng chú Mừng làm cho nó tiện hơn chứ các cô chú ở đây nói chung ra thì hoàn cảnh cũng không có được giàu có gì nhưng mà mình nhận tiền của người ta thì mình thấy khó làm cũng như là làm khó khăn cho người ta nhưng là tại vì cái số người người ta có điều kiện thì người ta gỡ còn cái số người mà người ta không có điều kiện á người ta gỡ không được người ta cũng buồn thì cho nên là chú Mừng là không có nhận luôn chỉ nhận đồng những cái đồng tiền mà mình làm cái này rồi mình gửi cho chú Mừng thôi thì bây giờ mình sẽ gửi cho chú Mừng nha đây là 1 triệu 2 triệu 3 triệu 4 triệu đây 1 triệu nữa là 5 triệu rồi chú Mừng có gì muốn nói với gia đình họ Tạ không? Xin rất cảm ơn gia đình họ Tạ hôm nay tôi không biết nói gì hơn vì cầu nguyện cho mười phương chư Phật gia hộ cho gia đình được dồi dào sức khỏe và mạnh khỏe và tiến đến con đường đạo đức và là những làm những việc phước đức an khang và thịnh vượng. Dạ. Mô Di Đà Phật nhất. Dạ, còn con cảm ơn chú Mười ha. Dạ. Thì video của mình hôm nay là để là chia sẻ cho các bạn quý vị và các bạn biết là mình sẽ thu hoạch nghệ nha các cô chú anh chị. Thì cái đám nghệ này thì mình sẽ thu hoạch là khoảng mấy ngày chú Mười? Cái này chắc
ba bốn ngày quá, 100 người chắc làm chắc ba bốn ngày quá. 100 người mà phải làm ba bốn ngày là tính ra ba ngày chứ hai ngày không gọi đâu, không có được rồi rồi. Là tính ra là sáng giờ chưa được clip. Nếu như mà một người làm là khoảng là 100 ngày công mới rồi cái này phải không? Một người hả? Một người làm ngày là phải làm 3 tháng. Một người vậy là mỗi đứa một người làm vậy là phải là 300 ngày công. 300 ngày công. Coi như là gần một năm đó là mới gọi cái nghề á. Cô bác nhờ cô bác có tiếp cô bác chỉ tiếp cho mình vậy là mình rất có mang ơn cô bác nữa. Cô bác là cái này tiếp đào ba ngày này tôi rất mang ơn cô bác đang mà cho làm ra lên mình làm thuốc ra cho cô bác uống nữa chứ không phải là làm riêng cho mình. Mà đều cũng nhờ cô bác cũng mến mình rồi ra công tiếp cũng đông rồi cũng rất mừng. Rất là thấy là nó cũng phấn khởi là mừng cực mệt bao nhiêu không ấy hết trơn á là miễn có cô bác tiếp đông gì là mình mừng mình quý rồi. Khoảng trên 100 người hả chú mời? Là trên 100 người, hồi nãy là điểm xe thương là 101, hồi nãy giờ vô 4-5 xe nữa là chắc có lẽ là gần 120 rồi đó. Gần 120 rồi. Dạ. Thì hôm nay là mình đãi cơm luôn nha các cô chú anh chị, nhưng mà hoàn toàn đãi cơm tương hết nha. Đãi đồ chay hết. Đây thì làm đồ chay ăn không à, đủ gì rồi, không ăn đồ ăn. Dạ. Thì video của mình đó, thì đến đây thì cũng chia sẻ cho các bạn biết, thì để chú mời tiếp tục là chú mời chạy đi mua len, mua bao đồ nữa nha các cô chú anh chị. Chơi bữa nay là không bạn rồi bữa nay bạn có được. Chuyện gì? Không qua đây được hả gì? Không. Nè, nè, không nè. Lắm rồi. Nè, ra đi vô. Rồi. Đi ra vô. Rồi được chưa? Rồi đó. Đó cũng bật ơi. Trời ơi. Thì làm con gắt ngạt lên thì thôi chứ đâu có. Để không phải. Gắt thì sao nữa? Gắt có ba vậy. Nãy giờ dắt nghệ giờ mệt không? Quá mệt rồi. Sao tao nghe nói làm từ thiện không mệt mà sao mày mệt dữ vậy? Mệt chứ mày. Mệt. Không bự còn mệt mà. Mệt không bự. Sao chú mời? Cảm giác sao chú mời? Đã lắm. Đã lắm hả? Khỏe lắm. Quá khỏe. Thì video của mình thì đến đây cũng xin phép được kết thúc các cô chú anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị trong video tiếp theo nha. Xin chào.